Xin chào, lại là Flora đây. Hôm nay cùng mình xem serum chị Thâm Q Outfit sẽ như thế nào nha. Đầu tiên nhá, thì nhìn cận cảnh ở cùng một vị trí, so sánh ba dòng chữ thì sẽ có sự khác biệt, mọi người thấy rõ không? Hàng fake thì chữ dễ in dày và khoảng cách giữa các chữ không rõ ràng, trong khi trên thái out thì chữ được in tương đối mỏng và khoảng cách giữa các chữ thì rõ ràng. Tiếp theo này, lỗi chữ ở phần thông tin nhà sản xuất thì chai out là chữ y vết thường, còn chai fake là in hoa. Thứ ba nhá, chai out thì phần biểu tượng các ngón tay đều, trong khi chai fake thì không đều nhau. Điểm thứ tư này, phần ren nắp cả chai thì chai out điểm cuối thì sẽ dày hơn, trong khi hàng fake thì sẽ mỏng hơn. Điểm thứ năm này, ống pipette nhỏ giọt của chai out thì thon dài nhỏ nhắn, còn hàng fake thì to và đầu ống thô hơn. Trong serum chất out trắng trong, còn hàng fake thì hơi ngả vàng một chút. Đây cũng là điểm tôi thấy dễ phân biệt nhất từ cả serum SPM. Điểm thứ sáu này, nắp hàng out thì khít, trong khi hàng fake thì bị hở. Logo tên nhãn Q ở đoạn đầu phẩy thì dễ móc nhẹ, trong khi hàng fake phải to và cong. Điểm thứ bảy này, đáy chai hàng out thì bên trái, thì xin lỗi mọi người, ảnh này Flora chưa kịp chèn biểu tượng nhé. Chai out thì độ tròn, đáy sẽ nông hơn, còn chai fake thì sẽ sâu hơn.